Thưa quý vị khán giả, đầu tháng 12 thì tại Hà Nội có một tiêu điểm văn hóa nghệ thuật có lẽ rất nhiều người quan tâm, đó chính là đêm diễn độc hành của nghệ sĩ piano Phó An Mi cùng với những người cộng sự. Đêm diễn này là một đêm diễn nghệ thuật dựa trên đời sống của người dân tộc Tày Nùng và dùng ngôn ngữ là âm nhạc thính phòng giao hưởng hiện đại. Nghe đã là một gợi ý thật là thú vị trong một cuộc trò chuyện bên ly cà phê ngày hôm nay. Và chúng tôi rất may mắn khi đã mời đến trường quay những người có trang phục giống tôi nhưng mái tóc không liên quan gì đến tôi cả. Nghệ sĩ piano Phó An Mi, nghệ sĩ contrabass Đỗ Hải Nam và nghệ sĩ bộ gõ giao hưởng anh Trần Xuân Hòa. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã nhận lời tham gia trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Cảm ơn ạ. Vâng. Với những tác phẩm trước kia là Bóng, Gió, Lửa của chị, đấy là một sự giao thoa, là một sự đối thoại giữa âm nhạc phương Tây và những chất liệu truyền thống. Vậy thì cái điểm khác biệt của độc thoại là chặng đường tiếp theo của chị và mở đầu là chương trình độc hành này, chị có thể giúp cho khán giả hiểu rõ hơn được nữa không? Trước đây 12 năm, tôi và Đặng Tuyển Nguyên chúng tôi bắt đầu bằng đối thoại, đó là âm nhạc phương Tây nói chuyện với âm nhạc truyền thống Việt Nam, hiện tại nói chuyện với quá khứ. Tôi dựa trên những cái vở diễn để tạo ra thành một đêm diễn có nghệ nhân, và bây giờ thì là hòa nhạc, là hoàn toàn là âm nhạc phương Tây nhưng lấy được những cái tinh thần và những cái hồn cốt của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Tôi có đọc một cái lần mà chị là trả lời phỏng vấn là làm thế nào để cái sản phẩm của mình, chính những người nhạc công ở phương Tây dùng những nhạc cụ của họ, dùng cách chơi nhạc của họ vẫn biểu diễn được. Vậy thì theo chị, với đêm diễn đầu tiên thì nó đã đạt được cái tiêu chí đấy của chị? Chúng tôi vẫn hướng tới một cái việc là đưa được những cái tác phẩm cho những người nước ngoài họ nghe thấy và họ biết là đây là Việt Nam, đây là những cái hình ảnh Việt Nam. Tôi kể một đoạn rất ngắn, ngày xưa tôi rất hào hứng. Tôi lấy tất cả những cái tác phẩm nước ngoài tôi chơi và tôi chơi hàng ngày, hàng tháng. Xong một hôm có một ông chuyên gia người Pháp, ông sang nhà tôi, cho ông bảo là anh có cái gì anh chơi đi. Nên là tôi lại rất hăm hở, tôi chơi tác phẩm của họ. Thì ông có nói đùa tôi bảo anh có phải là con bò không? Anh nhai lại những cái tác phẩm của tôi thì anh có cái gì? Thì bắt đầu từ lúc đấy thì tôi để ý tới chị Mi. Chị Phan Mi là một người phụ nữ hiếm ở Việt Nam chọn cái con đường khí nhạc để làm cái sự nghiệp. Chị vẫn đang độc hành một mình. Chị đưa cái tác phẩm của Việt Nam chứ không phải là mình đi lấy tác phẩm nước ngoài. Mình chơi lại những cái bản nhạc nổi tiếng. Đương nhiên là khi chúng tôi quyết định để đưa tác phẩm ra với công chúng, đấy là cái câu chuyện mình tự kể và phải làm thế nào để cho khán giả họ có những cái cảm thụ cùng với mình, giống như ông diễn. Có những người không phải là họ đã được lên núi nhưng họ cảm giác cải hóa ra niềm vui đông bắc của cả hai thì tôi nghĩ là âm nhạc nó là một cái thực cảm. Chị Phan Bi đang nỗ lực phát triển cái âm nhạc của người Việt Nam sáng tác để thứ nhất là đưa cho khán giả trong nước, và nếu may mắn hơn sẽ bay ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Vâng. Cái lúc đó thì âm nhạc của mình mới có chỗ đứng ở trên thế giới. Có lẽ là mọi người đều nói chị Mi có chút gì đấy là không bình thường, nhưng mà thì có lẽ là vì tất cả những cái không bình thường đấy thì chúng tôi đã tập hợp lại với nhau những người không bình thường với nhau. Những người nghệ sĩ tự coi mình là không bình thường đã làm nên một đêm nhạc thực sự quá bất ngờ, quá tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cùng nói về những chi tiết thú vị đó trong phần tiếp theo của chuyện Billy Cà Phê. Chúng tôi sẽ còn trở lại trong ít phút nữa. Nguyên liệu tạo nên hương vị đặc biệt của bò goulash chính là ớt bột paprika, một trong những biểu tượng của văn hóa ẩm thực Hungary. Đất nước Việt Nam trải dài rất nhiều những thứ mà chúng tôi có thể, chúng tôi còn phải nỗ lực học hỏi, phải nỗ lực để đi tòi để làm cái công việc của mình. Trở lại với cuộc trò chuyện cùng với nghệ sĩ Phó An Mi, nghệ sĩ Xuân Hòa và nghệ sĩ Hải Nam ạ. Tôi muốn hỏi tại sao các nghệ sĩ đã mở đầu tác phẩm một đoạn phim nhưng mà lại là phim câm?
Trước khi đưa ra cái đêm diễn này, tôi suy nghĩ rất là nhiều, vì tôi nghĩ là nếu mà ngay lập tức chúng ta làm một buổi hòa nhạc thì sẽ rất là khó khăn cho những người mà họ chưa bao giờ đến với một buổi hòa nhạc, mà nhất lại là khí nhạc của Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng cần phải có một cái phim phóng sự về cái chặng đường mình đi, mình khái quát về cái vùng miền núi đấy, về cái đời sống của Tây Nùng, nhưng sẽ không thể đưa tiếng ngoài được, bởi vì âm nhạc không mô phỏng cho phim. Đây không phải nhạc phim, mà phim là một thứ mô phỏng cho âm nhạc. Và khi phim câm xong thì âm nhạc bắt đầu kể chuyện bằng âm nhạc. Và phim nó chỉ là một cái khoảnh khắc bắt đầu để cho mọi người hơi sốt ruột một chút, để dẫn dắt vào cả một cái câu chuyện dài mà chúng tôi kể chuyện trên âm nhạc. Vậy thì trong cái buổi biểu diễn đó, tại sao chị lựa chọn hai loại nhạc cụ mà không phải là những loại nhạc cụ khác? Hai nghệ sĩ đã cùng với tôi cả một chặng đường rất là dài rồi. Chúng tôi rất là thân thiết với nhau, rất hiểu ý với nhau. Và cái tiếng trầm của công ca bass nó tạo ra những cái âm mưu của núi rừng. Đấy, phù đấy hợp, là cái không? Nó rất là phù hợp với núi rừng rồi. Đương nhiên là bộ gõ là không thể thiếu được. Rất rất nhiều người thích ánh sáng đơn diễn của chị. Tôi xin hỏi ai là đạo diễn ánh sáng? Anh Đặng Xuân Trường. Tôi rất hứng thú với tất cả những cái thứ anh ấy làm. Những cái thứ ánh sáng rất là đặc biệt cho một đêm diễn. Và chính những cái ánh sáng đấy cũng làm cho nghệ sĩ lúc biểu diễn cũng thăng hoa hơn. Ngoài ra là từ những cái tác phẩm của Nguyên viết thì những cái nghệ sĩ biểu diễn cũng sẽ phải tìm mọi cách để có một cái cách diễn giải kể chuyện, thì mỗi người sẽ phải tìm ra cho mình một cái cách kể chuyện tốt nhất để thuyết phục khán giả. Chúng tôi là cái cầu nối truyền tải những cái câu chuyện mà của nhạc sĩ muốn kể chuyện để làm sao cho khán giả thấy cuốn hút nhất. Thực ra anh Đoàn Tự Nguyên đáng nhẽ phải ngồi đây, nhưng bởi vì là không có đồ đen cũng không có nhuộm tóc, chúng tôi có một đoạn phỏng vấn rất là nhanh với nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên, người cộng sự rất quan trọng của chị Quán My. Trong cái chuỗi series sắp tới, series độc thoại, thì với cái đêm độc hành đầu tiên thì có rất nhiều những cái chi tiết và những cái nhiều cái đoạn mà các nghệ sĩ đã thăng hoa lên sân khấu và mang đến được nhiều cái hứng thú, hứng khởi cho khán giả. Thì mình thấy rất là vui. Đây là một cuộc chơi tương đối là đồng điệu về mặt chuyên môn. Sự kết hợp giữa nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn thì luôn luôn là mang nhiều cái vấn đề liên quan đến duyên và sự may mắn. Công việc của tôi và Đặng Tuệ Nguyên cả một cái chặng đường, nó cũng là một cái cơ duyên khi mà chúng tôi khi làm việc luôn luôn cảm thấy rất là hào hứng và không phải đàn lận nhiều. Và tìm được một người gọi là tri kỷ trong âm nhạc ấy, đúng không ạ? Tri kỷ. Sau độc hành trong cái chuỗi độc thoại này sẽ là một ý tưởng như nào? Đây là một chặng đường mới và nó sẽ là một chặng đường cho mãi về sau này. Chỉ có điều là chúng tôi sẽ khai thác nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Thì sau đây thì trên núi rồi thì xuống đồng bằng. Đất nước Việt Nam trải dài còn rất nhiều những thứ mà chúng tôi có thể chúng tôi còn phải nỗ lực học hỏi, còn phải nỗ lực để tìm tòi, để làm những cái công việc của mình. Đây là những cái công việc mà bản thân tôi hay Đặng Tuệ Nguyên là nó là một cái con đường chúng tôi lựa chọn và chúng tôi yêu thương nó, và nó sẽ tiếp tục. Xin được chúc bộ đôi Phan My, Đặng Tuệ Nguyên cũng như là các nghệ sĩ cộng sự của họ sẽ đưa được cái chất liệu truyền thống âm nhạc, những thanh những màu sắc, những không gian của Việt Nam từ núi rừng cho đến đồng bằng ra được với bạn bè quốc tế, và đấy sẽ là một con đường còn kéo dài mãi. Được, cảm ơn các anh chị dành thời gian với chuyện ly cà phê của chúng tôi ngày hôm nay. Thành công và được giới chuyên môn đánh giá là có khả năng xuất sắc trong lĩnh vực piano cổ điển. Thế nhưng nghệ sĩ Phó An My lại bỏ lại tất cả để tự tìm kiếm cho mình một con đường riêng, đau đáu vì tâm huyết. Bởi vì như chị chia sẻ, chị muốn dùng âm nhạc như là một cuốn nhật ký để ghi lại những cuộc hành trình của mình, ghi lại những nét văn hóa cổ truyền đặc sắc của dân tộc của mỗi vùng đất mà chị đặt chân đến. Mà dần dần vì cuộc công cuộc đô thị hóa nó đã và đang dần mất đi, nhưng văn hóa là thứ sẽ mãi mãi còn trong tâm hồn của người Việt.